Chào mừng quý cô chú, anh chị em mình đang theo dõi kênh Nhà Vườn Giá Rẻ Em Gái Miền Tây nha. Và ngày hôm nay thì em đang di chuyển đến vị trí Tân Lân Cần Đước, sẽ quay một căn nhà vườn do chủ gửi bán. Căn nhà này rất là ngợp lắm luôn, với tổng diện tích là 326 m² mặt tiền đường nhựa, 6 m thổ cư. Và căn nhà này hiện nay với mức giá tổng là 2,8 tỷ sổ hồng riêng, hướng nam, được thương lượng trực tiếp chính chủ. Kết cấu ngôi nhà là có một phòng khách, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Phía sau có mảng thiết kế sân vườn để chúng ta có thể trồng cây. Mời cô chú anh chị cùng em xem hết video chi tiết của căn nhà này nhé. Và căn nhà của chúng ta là theo tuyến đường từ Đinh Đức Thiện, chợ Bình Chánh. Mình chạy xuống đây mất tầm 20 phút. Chạy thẳng qua cầu Tràm là mình thẳng xuống Tân Lân Cần Đước. Đi đường thẳng và đường nhựa cô chú anh chị ha. Đường thông và vị trí em đang di chuyển ở đây là mặt tiền đường Ao Gòn. Và đường nhựa xung quanh ở đây rất là nhiều nhà vườn, biệt thự nghỉ dưỡng. Vị trí đẹp, căn của mình sẽ là căn gốc hai mặt tiền đó. Thông thoáng với một thiết kế căn nhà mái Thái cực kỳ chiêu. Và con đường của chúng ta là đường thông, mình có thể mua căn nhà này vừa kinh doanh, mua bán nha. Và căn nhà của chúng ta sẽ kế bên là những căn biệt thự mái Thái cũng khá là đẹp luôn hả. Và bây giờ thì em sẽ quay mặt diện cho cô chú anh chị mình cùng xem nào. Đây, căn nhà mái Thái của chúng ta, mặt tiền đường nhựa, đường thông, một cung đường cực kỳ chiêu và rất đẹp. Một căn nhà giá cực kỳ siêu rẻ, chỉ có ngợp nên chủ mới bán rẻ như thế này. Một căn nhà mái Thái quá là dễ thương cô chú anh chị mình nha. Với một tông màu hồng, đây, một căn mái Thái và có một cái cổng bên ngoài rất là chiêu. Căn nhà này giá vẫn còn thương lượng, chủ ở Sài Gòn. Nếu cô chú anh chị đến xem thiện chí thì em hẹn trước chủ sẽ về để mình còn thương lượng giá cô chú anh chị ha. Và khu này chạy thẳng vào bên trong thì hiện nay bên em có mấy căn nhà vườn ở bên trong đang trong quá trình hoàn thiện. Một cái vị trí cực đẹp như thế này, cô chú anh chị mình xuống đây thì mình sẽ có rất nhiều những căn biệt thự, villa, sân vườn, hồ cá, nghỉ dưỡng rất là nhiều luôn. Còn ngày hôm nay thì căn này sẽ là căn cần bán do chủ ngợp cực kỳ chiêu rẻ. Mời cả nhà vào bên trong để mình xem hết không gian phần ở bên trong căn nhà. Nhà mình có cổng bên ngoài và có sân đậu ô tô. Nhà được có khoảng 2 chiếc ô tô 7 chỗ, cất theo chữ L theo kiểu phong cách miền Tây. Đấy, phía trước của mình có trồng những mảng cây xanh, bông dừa rất là tuyệt đẹp luôn cô chú anh chị ha. Và căn nhà của chúng ta thì bước vô sẽ có một cánh cửa được làm từ gỗ cao cấp, có một cái phòng khách nè. Đây. Và không gian ở đây thì có rất nhiều cửa sổ. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ có hai phòng ngủ. Hai phòng ngủ nè, cô chú anh chị xem nè. Và cất theo chữ L. L ở đây thì cực kỳ rộng. Đây. Đó, cực kỳ rộng rãi theo chữ L của chú anh chị nha. Còn bên đây thì mình cũng có được cái không gian phòng bếp. Đó. Và ở đây thì mình có khoảng không gian phía sau làm khoảng trống của sân vườn. Đây, sân vườn để mà mình trồng kiểng cô chú anh chị ơi. Trồng rất là nhiều cây như là mít nè, ổi nè, rồi sabo chê nè. Rất là nhiều cây trái ăn trái và mình có thể về trồng thêm. Là khoảng không gian ở phía sau để mình trồng rau. Thiết kế theo chữ L, trồng bưởi nữa. Thì căn nhà này là nhà cũ và chủ gửi bán. Và đây mình có hai nhà vệ sinh. Thì căn nhà của mình như em đã nói giá là 2 tỷ 8 sổ hồng riêng. Đất vinh thổ cư mặt tiền đường nhựa Ao Gòn. Đó. Và khu vực đây là thuộc Tân Lân, Cần Đước, cách Sài Gòn 30 phút. Khu vực này hiện nay rất nhiều nhà cấp 4, rất nhiều nhà vườn mọc lên, biệt thự nghỉ dưỡng. Và bên em là bên nhà đất Tâm Nguyệt, đầu tư và xây dựng nhà vườn. Đó cô chú anh chị mình xem trên kênh của bên em thích mẫu nhà vườn nào, liên hệ đến em gái miền Tây để được trực tiếp tư vấn dẫn xem nhà. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Xin chào và chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe cho ngày mới tràn đầy năng lượng nha.